Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến Vest News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình tìm hiểu xem trong ngày hôm nay có những tin tức nào nổi bật và hấp dẫn. Một cô gái vì không đề cao cảnh giác mà đã bị mất iPhone 12 ngay trong cửa hàng tiện lợi. Kẻ trộm đã lấy rất nhanh và chuyên nghiệp. Sự việc xảy ra đối với bạn BTHQ, 23 tuổi, sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tại cửa hàng tiện lợi chỗ giao đường Nguyễn Đình Chiểu với đường Cao Thắng, phường 3, quận 3. Cụ thể, vào tối ngày 7 tháng 1, lúc khoảng 6 giờ, mình có ra một cửa hàng tiện lợi gần nhà để đóng tiền điện. Trong lúc xếp hàng thanh toán thì có một phụ nữ mặc đầm trắng, tay giả bộ lựa đồ xong áp sát mình. Tay phải bà ấy cho vào giỏ sách lấy mất điện thoại iPhone 12 của mình, xong giấu ra đằng sau hông. Trước đó mình có mở túi để lấy ví ra ngoài, chỉ sơ hở một xíu, không ngờ có camera an ninh mà người phụ nữ đó có thể táo tợn lấy trộm điện thoại của mình như vậy. Sau khi bị mất điện thoại thì HQ không hề hay biết, chỉ đến khi về lại phòng tìm và không thấy, HQ mới trở lại cửa hàng nhờ kiểm tra camera an ninh. Tại đây HQ mới biết chính xác mình đã bị lấy trộm điện thoại. Vào tối cùng ngày, HQ đã báo lên công an phường để trích xuất camera truy tìm người phụ nữ lấy cắp. Được biết, chiếc điện thoại cô gái này mất là iPhone 12 màu trắng có giá 30 triệu đồng. Chiếc điện thoại này là điện thoại HQ vừa được bạn tặng cách đây một tuần. Ngoài ra, HQ cũng cho biết thêm, sau khi coi camera xong, biết bị mất điện thoại, mình đã lên laptop để kích hoạt mất. Lúc đó còn thấy điện thoại trên iCloud của mình. Chỉ một tiếng sau khi mình nhận được mail file máy iPhone đã được gỡ bỏ, tắt tính năng khóa điện thoại và định vị khi mất. Không biết làm sao họ có thể phá, gỡ bỏ được nó như vậy. Điện thoại cũng bị mất ngay ngày sinh nhật của mình. Mình rất hoang mang, tiếc nuối, buồn và bức xúc. Hiện tại mình đã báo cho gia đình và bạn bè biết. Tuy nhiên, việc không có điện thoại gây ra rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc của mình. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, ghi nhận được những bình luận như sau. Thua luôn, cái mặt, cái dáng, cái tóc như thế kia thì xác định là bị nhận ra ngay thôi. Kỳ này bà váy trắng khỏi ăn Tết luôn, tham gì mà tham dữ vậy không biết. Lớn ra cái đầu rồi còn làm ba trò này, tìm ra được thì sẽ để công an xử lý luôn cho xã hội trong sạch. Chúng mình là Snew, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Hiện tại Snew đã xuất hiện trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì đừng quên nhấn vào đường link phía bên dưới.